Chúng ta đang học về cái loạt kinh bất thối, có nghĩa là những cái điều kiện để xây dựng cái cuộc tu của mỗi cá nhân tỷ kheo, và cũng là cái điều kiện xây dựng tăng đoàn nói chung. Đây là những điều kiện tối yếu và cũng là cốt lõi, là nội dung căn bản của chuyện tu tập. Tất cả Phật pháp có thể gom gọn lại trong mấy pháp bất thối này, trong một cái hình thức ngắn gọn thôi. Trước khi Đức Phật viên tịch thì Ngài gom lại tất cả giáo pháp trong suốt 45 năm vào trong mấy pháp bất thối này. Hôm nay chúng ta học về bảy giác chi. Ở trong cái loạt pháp bất thối này, Ngài có nhiều cách, Ngài có nhiều cách để mà Ngài thu gọn giáo pháp, và trong đó thức giác chi là một trong cái cách thu gọn. Có một chuyện mà tôi nghĩ rằng nó đặc biệt quan trọng, vô cùng quan trọng, rất là quan trọng, mà phải nói rõ ở đây là tôi tính nói chữ đa phần, tôi tính xài cái chữ hầu hết, nhưng giờ tôi sửa lại là chữ tất cả Phật tử Việt Nam. Khi nghe nói tới là Bát Chánh Đạo hay là Tứ Niệm Xứ hay là Thân Giác Chi đó, thì một là mù tịch, còn hai nữa đó là cứ nghĩ rằng đó là cái pháp gọi là cao siêu xa vời nào đó, rồi thở ơ, không có tìm đọc, không có lắng nghe, không có ghi nhớ, nói gì là hành trì. Thì sáng hôm nay trong cái bài giảng về bảy giác chi đó, thì tôi xin nhắc lại cái chuyện này. Cái giác chi ở đây có từ cái từ Pali là pochanga, tức là cái điều kiện giác ngộ. Thì dầu cho đó là tăng ni, người không có tóc, sống ở chùa, tự viện hay là núi rừng, hay là một người cư sĩ có vợ chồng con cái, nếu mà có cái lòng cầu giải thoát thì đương nhiên dứt khoát phải biết bảy giác chi, bởi vì đó là điều kiện giác ngộ mà. Có lòng cầu giải thoát, đừng có nghĩ rằng ấy, tôi có tóc, tôi có gia đình thì tôi bố thí, rồi tôi giữ năm giới, thỉnh thoảng nghe pháp, vậy là xong. Nếu mà nghĩ như vậy đó thì mai này đó, trên giường bệnh ấy, trước cái chết, hoặc là với những cái hệ lụy mà diễn ra thường nhật ở trong đời sống, chúng ta không có cách nào chúng ta có thể chịu nổi. Bởi vì cái con đường giải thoát Đức Phật ấy, con đường mà Ngài dạy mình ấy, nó đem lại cho mình hai lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất ấy, là hiện tại lạc trú, có nghĩa là khi mình hành trì theo lời dạy của Ngài ấy, chưa nói đến chuyện chứng ngộ gì hết. Chuyện đầu tiên, nếu mà làm đúng, được an lạc. Cái pháp tu nào ấy, mà mình theo mà mình được an lạc, mình được tiến bộ, càng theo mà càng có trí, càng theo càng có tinh tấn, càng theo càng được an lạc, càng theo càng thích sống một mình, thì đó là chánh pháp, đó là lời Phật. Còn cái pháp môn nào đó mà nó có cái nhãn hiệu là pháp tu, là lời Phật, mà khi mình đi theo nó đó, mình chỉ thêm cái phần khó khăn, thêm cái phần gọi là chật vật, thiếu an lạc. Một cái pháp môn mà chỉ làm khổ mình thôi thì sớm muộn vậy cũng làm khổ người khác, nhiều lắm. Tôi miễn kẻ ở đây để tránh cái va chạm, thì tôi chỉ nói nhẹ vậy này. Cái pháp môn nào mà chính lương sự tu học mà không thấy an lạc đó, thì cái con đường nó tiếp tục đi là chỉ làm khổ người khác. Từ cái chuyện ăn kiểu gì mà mình thoải mái, nhẹ nhàng, thuận tiện, rồi mặc, rồi ở, rồi sinh hoạt. Mà đồng khi đó mình tu cái pháp môn nào đó mà mấy cái ăn ở, ăn mặc ở, sinh hoạt mà nó không cho mình cái sự an lạc đó thì không khác. Ở đây tôi không nói chữ thoải mái nha, tôi chỉ cái chữ thoải mái chứ Việt Nam đôi lúc nó có nghĩa rất là xấu, cho nên tôi phải xài cái chữ an lạc.
thì cái con đường giải thoát đó đúng là con đường ngược dòng đời, không, nó đi ngược cái dòng đời, nó đi ngược là sở thích, cái sở thích hưởng thụ của tất cả chúng sinh. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là anh tu tập theo lời Phật, đi đi theo cái con đường ngược dòng ấy, anh không được an lạc, nói vậy là sai nha. Thí dụ như đời sống chánh niệm, đời sống chánh niệm chẳng hạn, đời sống chánh niệm mới là cái giác chỉ đầu tiên, là điều kiện đầu tiên tất yếu, tối yếu cho hành trình giải thoát. Thì tại sao nó gọi là pháp môn ngược dòng, là bởi vì tất cả những người không biết Phật pháp ấy, thì cái đặc điểm đầu tiên của họ là thất niệm, ăn uống nói cười buồn vui thiện ác mà không biết cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đó gọi là thất niệm. Không, mà người sống với chánh niệm là cái người có thể kiểm soát được mọi hoạt động của thân tâm. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người nghe rất là ngán, nhưng mà tôi phải nhấn mạnh một chuyện, nếu đủ duyên thì con đường này dẫn đến giác ngộ chứng thánh. Không, còn nếu mà không đủ duyên thì tối thiểu trước mắt chúng ta được an lạc. Và tôi xin khẳng định bằng cái mạng cùi của tôi, không có một đời sống nào nó an lạc hơn là đời sống của người có chánh niệm. Tôi phải khẳng định như vậy. Tôi đi giảng đạo, tôi xài, tôi thề bồi thì dở quá, nhưng mà đó là một sự thật. Không có một cái đời sống nào nó an lạc hơn là cái đời sống chánh niệm. Có rất là nhiều trường hợp chúng ta nghe đề cao cái pháp môn này, pháp môn kia, hơn thiền định, rồi trí tuệ, rồi tùm lum, nhưng mà phải nói chốt lại cách căn bản thì cái đời sống chánh niệm là đời sống an lạc nhất. Nó an lạc mà nó an toàn, an lạc mà nó lại an toàn. Nó an lạc là bởi vì khi mình sống trong cái kiểm soát, mình có khả năng phòng ngự đối phó rất tốt đối với mọi bất trắc của đời sống. Vô vàn những bất trắc có thể đổ lên đầu của chúng ta, mà cái người sống trong kiểm soát là an lạc. An lạc là bởi vì họ chỉ khổ, họ khổ một thay vì khác khổ 10. Khổ một là sao? Mình nghe người ta chửi mình ấy, mình chỉ biết là mình đang khó chịu. Nếu cần mình biết thêm cái nữa, người kia đang bất thiện ha. Nếu cần mình hiểu thêm cái nữa, mình đang gặt quả xấu và người ta đang gieo cái nhân xấu. Tại đó thôi, tại đó thôi, đừng đi xa nữa. Cái người chánh niệm mới có thể làm được chuyện đó. Chỉ có người chánh niệm mới làm được chuyện đó. Nếu mình đang bực mình ấy, vì cái lời tiếng chửi đó, mình chỉ ghi nhận rằng mình đang gặt quả xấu và người ta đang gieo cái nhân xấu, chỉ vậy thôi. Biết rõ mình đang, khi mình đang bực mình ấy, là mình biết thấy rằng cái nhân xấu người ta nó đang chuyển thành cái nhân xấu của mình, thay vì nó chỉ là quả xấu thôi. Tại vì mình chỉ nghe chửi rồi nó dừng lại ở chỗ quả xấu, mà khi mình bực mình ấy, là mình đang gieo cái nhân xấu. Chỉ nhớ như vậy, chỉ cái chánh niệm nó mới cho mình cái khả năng bình tâm trong cái tình huống đó. Không, và ăn uống nhai nuốt đi đứng co duỗi, không, luôn luôn tỉnh thức biết rõ. Nghe nó rất là kỳ, nghe nó đơn giản quá thì nó mới cao siêu, nhưng mà chỉ có hành giả tứ niệm xứ thì mới biết rằng sống đúng như vậy mới là an lạc, chỉ được như vậy mới là an lạc, không, không có đời sống khác. Còn mình nghe nói hiền thánh như Đức Phật, ngài Sa Lợi Phất, ngài Nan, ngài Ca Diếp, trí tuệ bằng trời, mình cứ làm châm bẩm cho cái trí tuệ, cái thiền định, cái thần thông, cái tuệ giác của các vị, nhưng mà mình quên một chuyện rất là quan trọng. Tất cả những bậc đại thánh, tất cả những bậc thánh nhân nói chung, không, từ một bậc đại thánh lừng danh cho đến một vị thánh vô danh, đều giống nhau một điểm là triệt để sống trong chánh niệm. Cái chuyện mà các vị đó không còn phiền não đó là một chuyện khác, tôi không muốn nhắc ra đây, chuyện đó xa vời. Nhưng mà cái chuyện gần nhất là tôi khẳng định 1000% là các vị đó luôn luôn sống trong chánh niệm, sống trong chánh niệm. Khi mình sống trong chánh niệm là mình từ chối tất cả những gánh nặng, từ chối tất cả những gánh nặng không cần thiết. Như nãy tôi nói, khi mình nghe người ta chửi đó, mình phân tích rồi mình so sánh rồi mình ảo giác, mình ảo tưởng, hồi ức, mình đem bao nhiêu thứ đánh giá nhận xét để gặm nhấm cái nỗi đau, cái cơn giận đó. Nhưng người chánh niệm không có, người chánh niệm mọi sự nó chỉ dừng lại ở chỗ nghe thôi, chỗ nghe. Rồi nếu mà mình còn phạm thì mình thêm đoạn nữa, bực mình biết rõ đang bực mình, biết rõ mình đang gieo nhân xấu rồi, thôi quay trở lại, quay trở lại với cái chánh niệm. Đang làm gì biết cái này không, đang ngồi đang nằm thì theo dõi hơi thở, còn đang làm việc gì đó thì cứ tập trung vào công việc đó, tập trung vào công việc đó.
cái chánh niệm nó len vào được là bởi vì mình không biết đến cái sự có mặt của nó. Tôi nhắc lại, ở đây không có cái sự mà đoạn trừ cắt đứt phiền não, no, cái đó không có, không có, chỉ có thay thế thôi. Các vị mà đem hết kinh Phật ra, các vị dò trong kinh có dùng cái chữ đó, nhưng mà mình phải hiểu, phải hiểu. Không hề có cái chuyện mà lấy cái búa đập cái này, đập cái lấy con dao chặt cái kia, không có, mà chỉ có sự thay thế thôi. Ừ. Cái sự thay thế đó trong trường hợp đặc biệt nào đó được gọi là đoạn trừ phiền não, chứ thật ra nó chỉ thay thế thôi. Có nghĩa là trước đây mình sống trong thất niệm, không, mình sống, mình hoạt động rồi mình biết, bây giờ mình nói năng buồn vui thiện ác mình biết, thay thế, thay thế cái thất niệm đó, thay thế cái không biết bằng cái biết, vậy vậy thôi, không. Thì chính cái tình trạng tâm lý đó, đó được gọi là chánh niệm, là niệm giác chi, nó quan trọng lắm. Mà cứ các vị cứ thích những cái pháp môn mơ hồ tụng niệm thần chú rồi sám hồng danh, rồi tụng gọi kêu tụng niệm réo gọi hồng danh chư Phật Bồ Tát, mà trong khi cái chuyện trước mắt là sân si đầy mình mà không nhận ra, rồi cầu giác ngộ là cầu cái gì, cầu giác ngộ kiểu đó là nấu sỏi mà cầu thành cơm, mài ngói để mà làm gương soi, chuyện đó vô ích thôi nhé, vô ích. Cho nên cái niệm giác chi là pháp môn đầu tiên, là cái chánh niệm nó là cái nền, là cái nền cho tất cả thiện pháp, trong kinh gọi là sappatthika. Sappatthika có nghĩa là nó là cái điều kiện cần yếu cho tất cả thiện pháp. Sappatthika, sappatthika, nhớ cái đó nhé. Sappat hai chữ b bên trên, sappat là tất cả, atthika là necessary, necessary hoặc là accessory, muốn đọc cái nào cũng được, cái cần thiết hay là cái dụng cụ cái công cụ cũng được. Sappatthika có nghĩa là nó là cái pháp cần yếu, nó là cái pháp nền tảng thiết yếu tối yếu cho tất cả các cái pháp lần khác, đúng không? Thì nếu mà nói niệm chung chung thì mơ hồ quá, cho nên Đức Phật thì mới dạy cho mình niệm trong bốn cái đề mục, đó là thân thọ tâm pháp. Nói một cách vắn tắt, thân, tôi nhớ vậy, tôi giảng kinh Tứ Niệm Xứ nhiều lần lắm rồi, cho nên bữa nay tôi nói vắn tắt thôi. À, niệm thân là sao? Tất cả mọi hoạt động của thân đều được ghi nhận, tất cả mọi hoạt động sinh học là đều được sinh hành, đều được là ghi nhận, đó là thân quán niệm xứ. Rồi còn nữa, ghi nhận cái hoạt động là cái bản chất của thân. Bản chất là cái gì? Biết nó là bốn đại. Bốn đại nghĩa là đất, nước, lửa, gió. Chạm tay vào cái gì đó thấy cứng mềm, biết đó là địa đại. Chạm tay vào cái gì đó thấy nó nóng lạnh, biết đó là lửa. Cái sự di động, xê dịch, trương phồng, áp suất, đó là gió. Tất cả các nhiệt độ nóng lạnh thì gọi là lửa. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tức là thay vì mình ghi nhận cái này thì ghi nhận cái khác, miễn là cái tâm nó phải có cái cảnh để mà nó ghi nhận. Hoặc là thô hơn tí, ghi nhận rằng cái thân này từ ở trên đầu xuống tới gót chân đều gồm toàn là thứ bất tịnh không à. Bất tịnh không. Thì nó gọi, như vậy thì ghi nhận về những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi, hít thở vào ra, ghi nhận cái bản chất của thân thì gom hết vào được gọi là thân quán niệm xứ. Đây, còn thọ quán niệm xứ là ghi nhận với tất cả cảm giác của thân tâm, nói chung cảm xúc và cảm giác khó chịu, dễ chịu. Ở đây không có thiện ác, chỉ ghi nhận nhiêu đó thôi. Ghi nhận thọ quán niệm xứ là không có thiện ác, nhớ nha, không có thiện ác, chỉ ghi nhận cái cảm giác thôi. Ghi nhận thân quán là ghi nhận cái hoạt động của thân. Còn ghi nhận thọ quán là ghi nhận cái cảm giác thôi, nó đang dễ chịu, nó đang khó chịu. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta từ lúc ở trong bụng mẹ cho đến lúc đi vào quan tài chỉ là một cái hành trình mấy chục năm của cái đời sống cảm giác. Đấy, lúc thì khó chịu, lúc thì dễ chịu, cứ ghi nhận như vậy để trong cái dễ chịu á mình không có đắm đuối trong đó, mà trong cái khó chịu á mình không có bất mãn, không có ghét sợ. Đắm đuối hay là bất mãn đều là phiền não hết. Và sống chánh niệm trong cái cảm giác thân và tâm ấy, chúng ta mới có dịp thấy rằng đời sống này nó chỉ là một hành trình của cảm giác thôi. Có được cái cảm giác mình thích thì mình gọi là hạnh phúc. Phải gánh chịu, phải chịu đựng cái cảm giác mà khó, mà mình không ưa thì đó gọi là đau khổ. Chỉ vậy thôi. Từ cái chuyện mà ngồi lâu mỏi lưng đau chân cho đến cái chuyện mà bệnh hoạn trầm kha mổ xẻ gãy xương
bong gân không, trời nóng trời lạnh không, rít nực lạnh nổi da gà, tất cả đều là cảm xúc hết. Và chỉ vì cái cảm giác cảm xúc không mà chúng ta đã bỏ ra một đời, một đời chỉ vì đi tìm cái cảm giác dễ chịu mà phải đi học hết trung học vào đại học, lấy cái bằng đại học ra đời đi tìm việc làm không, để đi được, để mua được chiếc xe mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu, mua cái căn nhà mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu, có được những bộ áo quần mà nó đem lại cho mình sự dễ chịu, đồng hồ, mắt kính, dây nịt, dây chuyền, lắc tai, vòng xuyến, trâm cài đầu, lược, dép, giày, không? Tất cả cái gì nó làm cho mình dễ chịu là mình bằng mọi giá phải đem nó về cho bằng được. Chỉ sống cảm xúc thôi. Đứa bé nó khóc là vì nó đang chịu đựng một cái cảm giác khó chịu. Nó nhăn răng, nó cười toe toét, nó cười hăng hắc là bởi vì nó đang trải qua những cuộc dễ chịu. Và cứ như vậy tới ngày nó lớn lên, cái chuyện mình nó yêu đương cũng là cảm xúc. Nó muốn gần cái người nào mà nó cảm thấy dễ chịu, cảm thấy vui. Đấy, đó là chuyện yêu đương. Rồi tới hôn nhân, khi mà cái tình cảm nó đến, nó được đẩy đến một cái đỉnh điểm nào đó thì người ta mới tiến đến cái chuyện ràng buộc, gắn kết vào nhau cũng chỉ vì cảm xúc. Mua một cái nhà, một chiếc xe, một đôi giày, đôi dép cũng là cảm xúc. Tại sao mua nhà ở đây mà không mua nhà chỗ khác? Đó là cảm xúc. Khi mà sống chánh niệm trong cái thọ quán, mình mới thấy thì ra đời sống này nó chỉ là cảm xúc. Và từ vô lượng kiếp vì chạy trốn cái mình khó chịu và đi tìm cái dễ chịu mà chuyện ác nào mình cũng làm hết. Bây giờ mình chánh niệm lại để mình thấy rằng cái dễ chịu và khó chịu nó chỉ do các duyên mà có, các điều kiện mình nên có, mình thành, hình thành nên không, chỉ vậy thôi. Ngoài nó ra không có gì hết. Tùy vào cái nghiệp tham ái, mình thích cái gì, mình ghét cái gì, mà mình quay trở lại để mình tái sinh vào cái cảnh giới tương ứng. Và trong cảnh giới đó mình có những cái cảm xúc nó tương ứng với cảnh giới đó. Đấy, tức là có những cái mà nó làm cho con chuột cảm thấy dễ chịu, nhưng con người thì khó chịu. À, có những cái làm cho con người cảm thấy dễ chịu mà làm cho con chuột nó thấy khó chịu. À, ví dụ như giờ mình lấy cái chai mà nước hoa đắt tiền mình xịt cho người mà mình thấy dễ chịu, nhưng mà con chuột của mình xịt cho người nó, mình xịt cho cổ nó chịu không nổi. Không, đấy, đại khái như vậy. Cái thọ nó phù phiếm mà nó buồn cười mà nó vô duyên như vậy. Còn tâm quán là ghi nhận tỉnh thức trong từng tâm trạng thiện ác. Này, đây là tham này, đây là giận này, đây là bủng xỉn này, đây là ganh tị này, đây là từ tâm này, đây là trí tuệ, biết rõ mình đang sống ở tâm trạng nào, từ đó chính là tâm quán niệm xứ. Còn pháp quán niệm xứ là tổng hợp cả ba cái niệm xứ kia lại, mình ghi nhận nó một cách chuyên nghiệp hơn. Thí dụ như là cái anh mà đang tu tập thân quán thì anh biết là đang nhìn, đang nghe, đang đi. Còn cái anh mà tu bên pháp quán thì anh biết đây là các nội xứ, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ xứ, đây là thân xứ, đây là ý xứ. Nó chuyên nghiệp hơn vậy đó. Cái anh mà tu thọ quán, anh biết đây là dễ chịu, đây là khó chịu, đây là tội hỷ tội lạc. Nhưng mà cái anh mà tu pháp quán thì anh biết rằng đây là hỷ giác chi, đây là tâm thiện tội hỷ, đây là tâm tham tội hỷ, đây là thân thức tội khổ, đây là tâm sân tội ưu. Anh biết, anh nói chung là anh nhìn cái thân, cái thọ, cái tâm thông qua các cái thể tài. Thí dụ như anh nhìn cái thân, thọ, cái tâm thông qua năm quẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 5 truyền cái và 4 đế, không? Chuyên nghiệp hơn, chỉ vậy thôi. Tức là cũng ba cái kia, nhưng mà mấy cái kia này họ tu từ, cái anh mà tu thân, tu thọ, tu tâm, anh tu từng cái. Anh thì chỉ chuyên mà tu thân, chuyên mà tu thọ, chuyên tu tâm. Nhưng mà riêng cái anh mà tu pháp quán, anh làm tốt cả ba cái, nhưng mà chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa là anh này trí của mình nó nhanh, và anh phải có nền tảng giáo lý, phải có kiến thức giáo lý nên tu cái pháp quán được. Nhớ đó. Mà nếu các vị hỏi tôi thì tôi nói theo trung kinh ấy, thì tùy cái căn cơ mỗi người mà hợp với niệm xứ nào, không? chứ còn không phải cái nào hay cái nào là không có. Rồi đó là phải là niệm giác chi đó, thì chữ niệm giác chi là phải là như vậy đó. Niệm giác chi, trạch giác chi là trí tuệ đó.
Dự trí nói một tháng gì hết mà trong một bài giảng thế này tôi chỉ nói cái vắn tắt thôi. Trí trí ở đây gồm có ba: văn tư tu. Văn có nghĩa là cái gì mà mình nghe, mình học, mình đọc từ người khác, biết rằng đây là pháp thiện, pháp bất thiện, đây là ác, đây là lành, cái này là tốt xấu, cái này nên, này không nên, cái này tọa hỷ tọa lạc, cái này là ganh tị bổn sẻn, cái này là từ bi trí tuệ. Biết những cái biết mà thông qua cái học, cái đọc, cái nghe, để đó là trí văn. Còn trí tư, tư là tư duy, là trầm tư, là những cái nhận thức mà có được cho cái sự gặm nhấm tiêu hóa. Còn cái trí tu á, là cái trí mà nó có được từ cái đời sống tu tập thiền định và chánh niệm. Tôi nhắc lại, nó có những cái biết về giáo lý mà khi mà chúng ta sống chánh niệm ấy, cái hiểu của chúng ta, cái thấm của chúng ta nó khác hẳn, khác hẳn. Thí dụ nói sự vô thường, vô ngã, vô thường là mọi thứ trôi chảy không ngừng, luôn luôn biến diệt, luôn luôn trở thành một cái khác, không? Còn vô ngã là mọi thứ là đồ lắp ráp do duyên mà có. Ở đây không có cái gì nó là đơn thuần là một khái dĩ gọi là tôi hay của tôi, mà tất cả nó là một nắm cát gom lại, một nắm cát gom lại. Mình duyên mà nó mãn rồi thì nắm cát nó rã, nó rời rạc, đó gọi là vô ngã, không? Vô ngã nó không phải là không có gì, mà nghĩa là nó không có cái tôi trong đó. Bởi vì tôi đây là phải có cái gì đó, còn này không có. Tức là nó cái gì cũng là một khối tổng hợp do các duyên tác động thúc đẩy nha. Chứ vô ngã không phải là không có gì, mà là không có tôi. Vô ngã không phải là nothing, mà là nobody. Nhớ nha, vô ngã không phải là nothing, mà là nobody. Rồi. Rồi. Cái là trạch pháp. Trạch pháp là biết rõ cái đây là danh, đây là sắc, đây là thiện, đây là ác, đây là nên, đây là không nên, mà nó qua ba cấp độ văn tư tu, phải không? Thì anh phải có danh niệm, anh phải có thiền định thì anh mới thấy ra được cái này cái kia, anh thấy, anh hiểu ra được những cái anh đã học, những cái mình đã tư duy ở một cái mức độ sâu rộng hơn, thì đó gọi là trí tu, không? Thì cái trí tu này mới được gọi là trạch pháp giác chi. Cái trạch này là dĩ nhiên là tùy người mà nó sâu rộng, nó cao thấp khác nhau, phải không? Thì ở cái người có chứng thiền định thì cái trạch giác chi họ nói nhiều, nó nói như thế này, nó giống như cái đàn pin, trạch pháp giác chi nó là cái đàn pin, không? Thì cái đàn pin mà trong tay của anh nhà nghèo á, anh rọi anh thấy rõ đây là cái nồi nhôm lủng mớp trầy xước, không? Anh thấy đây là cái chiếu rách, đây là cái mùng bị lủng, anh thấy đây là cái giường ọp ẹp, anh thấy đây là cái mái lá bị dột mưa, đấy, nhưng mà vẫn là cái đèn pin. Còn anh nhà giàu thì anh cầm đèn pin anh rọi được nhiều thứ ngon hơn, đấy, anh thấy đây là cái tủ sắt này, đây là cái hộp nữ trang này, anh thấy là đây là đôi giày Gucci này, đây là cái túi sách Chanel này, đây là cái vali LV này, đây là cái đồng hồ Rolex này, đây là cái chiếc nhẫn kim cương 8 carat này, đấy, thấy chưa? Anh có cái anh rọi, anh rọi anh biết ở trong nhà anh có cái gì. Còn anh mà nhà nghèo á, thì anh rọi được có cái xà lõn rách đứt dây thun thôi, nhưng mà vẫn rọi. Thì mình cứ vậy, tùy người mà mình rọi mình thấy cái gì, nhưng mà quan trọng thế giới này không có trí tuệ, nó chỉ là bóng đêm thôi. Mà các vị tưởng tượng làm sao mà chúng ta có thể sinh sống hoạt động trong bóng đêm được? Chúng ta phải cần đến ánh sáng, đúng không? Đấy. Thì ở đây cũng vậy, sống chánh niệm là tối yếu, là cần thiết. Nhưng mà không có trí tuệ thì anh biết cái gì nó đang diễn ra, anh biết cái gì nó đang xuất hiện, cái vừa xuất hiện nó là cái gì nên là cái gì không nên, phải là phải trí, phải là trí, đúng không? Và bảy cái giác chi này nó đi chung với nhau, nó không có rời nhau, không? Nó không có rời. Kể là kể từng phần, có trước có sau, không? Nhưng mà thực ra trong cái tu chứng thì nó là một khối đoàn kết, một khối thống nhất. Nói kết, gắn kết nhau, không? Tu còn có trí là thua, đời sống có trí là thua, không? Rồi cái tiếp theo đó là hỷ giác chi. Anh đi chùi cầu,
rửa chén, hút rác mà anh không có vui, khó cũng khó làm nữa. Khó. Khó. Chỉ hút rác. Tôi đi châu Âu 2 năm rưỡi về Mỹ, tôi trở về sau mùa Covid. Cỏ nó mọc tới trời. Rác cao lên tới lỗ mũi. Ngán chết. Mà 2 năm mấy tôi sống mình thì tôi đâu có biết có con rắn nó hình dáng nó vuông tròn dài ngắn chữ nhật bình hành hình thang tôi đâu có biết. Tới lúc tôi về Florida này sơ chảy là gặp. Về cái mấy hôm là gặp một anh đại ca dài một sải tay. Mà thấy như vậy rồi làm sao mà hột rác hột lá đây, nhưng mà mình cứ nhớ hột hột cảnh sạch để mình đi đứng an toàn yên tâm không, hốt xong cái mình ló gạch để mà mốt mình đi lâu ngày mình không có sợ cỏ, khi mình về mình không có sợ rắn. Nhờ nghĩ như vậy cái nó vui, nghĩ nghĩ nó vui. Thứ hai nữa ở mình nó quen rồi, thấy có người nó ngán. Mà bây giờ được sống mình hạnh phúc lắm, dù là chùi cầu, dù là hốc lá, nó cũng hạnh phúc lắm. Nói tới nó luôn thấy ai, đã lắm. Nói chung cái gì nó có cái niềm vui nó mới làm được. Chùi cầu cũng vậy. Cái nước gì đâu mà phèn, với vôi, lâu, lâu không ai xài đâu. Mà mình biết là không ai có mình mới góp. Mà mình biết là chùi nó bóng lên, dễ chịu lắm. Dễ chịu lắm. Nhờ nó vui vậy đó, cái nó chùi cầu nó mới góp, nó mới chịu. Thì các vị thấy không? Quét lá chùi cầu mà nó vui mới làm được. Nói gì là chuyện tu hành. Người không có tu ấy, khó mà hình dung được cái chuyện mà ai đó có thể an lạc khi sống một mình. Ai đó có thể an lạc với một cái chồng kinh, một đống sách mà tứ bề không có một móng nào hết. Chỉ có người tu hành, chỉ có học giả, chỉ có người nghiên cứu, chỉ có người hiếu tu hiếu học mới hiểu được cái đó, mới hiểu được cái đó. Đây, làm cái gì phải có niềm vui. Thì chính cái niềm vui đó, đó nó là cái chất liệu, nó là cái nhựa sống để chúng ta tiếp tục đi tới. Mặc dù phải nói rõ, phải nói rõ là cái niềm vui ở trong cuộc tu nó phải là tất cả. Nó là thọ hỷ mà, còn có thọ xả nữa. Cái cảm giác mà hờ hững, lãnh đạm, bình thản đó là một cái trình độ khác của người tu. Nhưng mà bản thân cái niềm vui đó, cái sự hào hứng thú vị trong cái chuyện tu học ấy, nó phải nói nó cũng là cái không thể thiếu được. Rồi muốn đạt tới trình độ cao hơn thì đó là chuyện khác. Nhưng mà trước mặt anh không có hỷ giác gì. Anh không có tìm được cái niềm vui trong đời sống chánh niệm. Anh không có tìm được cái niềm vui ở trong cái sự, trong cái đời, trong cái chuyện mà nghiên cứu kinh điển giáo lý, tìm hiểu học tập, thì anh không thể đi xa được. Tôi đã gặp nhiều và rất nhiều người họ tham dự lễ lạc, họ tham dự các khóa tu khoa học, họ cũng nôn lắm, ham lắm, tính chuyến này về là sẽ dành thời giờ cho kinh sách, cho đời sống chánh niệm. Những người khi xa đại chúng rồi họ về cô quạnh lẻ loi, họ không có khả năng tự tìm lấy một cái niềm vui cho mình, thế là buông hết, buông hết. Cái hệ giác chỉ nó quan trọng như vậy đó, quan trọng lắm, quan trọng lắm. Mình nói chánh niệm, mình nói trí tuệ, mình nói thiền định, mình nói giải thoát, mình nói niết bàn, mình nói tà le, cái gì cũng cao siêu, nhưng mà mình quên nữa chỉ trước mắt, không có biết cái cách nào để làm cho mình tìm được cái niềm vui trong cái chuyện tu học thì là thua sạch nha. Thì cái này là chị bà con mở cái cuốn kinh nghiệm để quán 2-1 cái lấy cả tập 1 lẫn tập 2, cái đuôi sách thì trong đó có hướng dẫn rất rõ, có tiếng Pali, có xuất xứ, chứ không phải là lớn nhất là cứ in kinh rồi đó nói trời nói đất thì người ta phải tin, hoặc là cái mở miệng ra là Phật dạy, tôi sợ cái chữ Phật dạy, phải có xuất xứ Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Tương Ưng Tiểu Bộ, không sớ giải chánh sớ hậu sớ gì đó phải ghi rõ, không chứ còn mà cứ buồn buồn cứ là Phật dạy làm cái gì làm riết, thấy cái chữ Phật dạy tôi cũng sợ nữa. Sợ giống như tôi ở Việt Nam mình,
Tôi nghe cái chữ quần chúng nhân dân là chữ lao động sản xuất, tôi sợ là mấy cái chữ đó đâu có lòng đội gì đâu, nhưng mà nó bị người ta lạm dụng riết đấy, lạm dụng riết. Chữ cái chữ quần chúng nhân dân tự nhiên tôi nhớ cái tay bèo mặt khóm cài cắm cơ sở này, còn tôi nghe cái chữ mà tăng gia sản xuất lao động rồi là tôi hình dung đến thời bao cấp đói nghèo ăn độn khổ vậy đó. Không, ở đây cái lời Phật dạy cũng vậy, không lời Phật dạy người ta cứ lạm dụng cái giống gì cũng là lời Phật dạy, muốn nói cái gì cũng là Phật dạy, rồi nó đưa ra nhiều cái bậy bạ rẻ tiền rồi cái gán lên với Phật dạy. Chẳng hạn như sau này trên internet nó lan tràn một cái giống như là cái chuỗi thiên linh, cái chuỗi thiên linh vậy đó, nó lan tràn, nó lưu truyền một cái văn bản rất là kỳ để là lời Phật dạy gồm 14 điều. Cái lỗi lớn nhất của đời người là cái gì, cái tội lớn nhất của đời người là cái gì, gánh nặng trầm kha nhất của đời người là cái gì, mà nó cạn cợt, nó nông cạn, nó thiển cận. Vậy mà đi gắn lên cái chữ lời Phật, không, cho nên mình học phải cẩn thận, tu học phải cẩn thận, không. Thì ở trong cái đuôi của Tuệ Quán, kinh nghiệm Tuệ Quán, thì trong đó có ghi rất rõ cái điều kiện nào để mà nuôi lớn cái niệm nhất chi, cái điều kiện nào nuôi lớn cái trầm nhất chi, cái điều kiện nào để mà nuôi lớn cái hỷ nhất chi, điều kiện phải có, chứ không phải học xuyên suông được, không phải học xuyên suông. Ví dụ như muốn có được chánh niệm thì chuyện căn bản là gì, là đời sống ngăn nắp, đồ đạc vật dụng phải ngăn nắp, bản thân phải thường xuyên nhớ đến cái chuyện trau dồi chánh niệm, phải thường xuyên nhớ chánh niệm mình đủ chưa, chánh niệm mình đủ chưa, chánh niệm mình đủ chưa. Thường xuyên, chuyện đầu tiên là vật dụng chỗ ở phải gọn gàng ngăn nắp, cái chánh niệm nhờ vậy đó nó mới phát triển được. Rồi thứ hai là cái lòng, là ta đã thiếu mất tất cả, tức là cái lòng hướng về cái mục đích trao dồi trí, trao dồi chánh niệm. Rồi còn gì nữa, còn chứ phải gần cái người sống chánh niệm và phải xa cái người thất niệm, đó là những điều kiện để nuôi lớn chánh niệm. Rồi trí tuệ cũng vậy, cái điều kiện để nuôi lớn cái trạch giác chi là gì, cái chuyện đầu tiên là gì, là thân thể vật dụng và chỗ ở phải sạch sẽ này, rồi thường xuyên có những cái suy tư thâm trầm ở gần cái người có trí, siêng năng học hỏi tìm hiểu tham khảo, đó là những cái điều kiện để trau dồi cái trạch pháp giác chi, tức là trí tuệ đó. Rồi cái thứ ba là cái hỷ giác chi, muốn có được cái niềm vui trong đạo là mình phải có những cái nhận thức, có những cái suy tư, có những cái kiến thức về giáo lý. Mình cứ nhớ thế này, mình sống mấy chục năm trong đời, cái kẻ mà có khả năng thương được người dân để mà chia sẻ giúp đỡ đã hiếm, nói gì là thương được kẻ thù, giúp đỡ kẻ thù, bao dung tha thứ, nói mấy chục năm trong đời cứ gặp người như vậy chưa, kể cả cái người đang có lòng giết mình, hại mình mà mình vẫn thương được, không, ấy vậy khó kiếm lắm, ấy vậy mà có một người được gọi là Phật, được gọi là Thế Tôn, đã là như vậy, thương được người dân ghé lạ, thương được cả kẻ thù có lòng hại mình, thương được chúng sinh ngay khi ngài còn là phàm phu, chưa có chứng Phật, chưa có thành Phật. Và cái con người như vậy nó hiếm lắm, trăm ngàn muôn triệu tỷ đại kiếp mới có một vị ra đời. Và khi ngài ra đời mà mình bất hạnh, mà mình làm con chó con heo, làm người tâm thần bất trí, làm người là ở cái nơi chốn bộ lạc thiểu số xa xôi, làm người khuyết tật tâm thần cùng điên ba trận cũng thua. Đằng này mình được mang thân người ngũ căn đầy đủ, được gặp chánh pháp, nghĩ gì đó là thấy vui, nghĩ gì đó là vui. Cho nên muốn có được cái giác chi là cái suy tư như vậy đó. Suy tư là mình là người đại phước, mình mới hiểu được, mình mới có niềm tin nơi tam bảo. Mình phải là người đại phước mình mới hiểu được giáo lý, mình phải là người đại phước ngay thời điểm này mình được mang thân người, được học, được nghe giáo lý. Tại vì vấn đề là quý vị không học giáo lý, không học và không suy tư, nghĩa là trí văn trí tư mình yếu quá, nghèo quá. Cho nên khi cần có cái hỷ giác chi
rất khó khăn. Đấy. Cho nên nếu quý vị hỏi tôi tu sao cho đúng thì tôi có nhiều có cái câu trả lời lắm, nhưng mà ngay chỗ này nè, ngay chỗ này right here thì tôi nói thế này. Tu đúng học đúng là bất cứ lúc nào mình muốn có được niềm vui trong đạo là có được ngay. Tôi ví dụ, không? Tôi ví dụ những cái người mà mê mua sắm, không? Mê mua sắm, mê nữ trang, mê vàng ngọc, bất cứ lúc nào cũng có thể vui một cách dễ dàng bằng cách là mở tủ quần áo ra coi cái tuần lễ vừa rồi, weekend vừa rồi bậu được cái gì, bây giờ trên Amazon mình đang order cái gì, đang mua online cái gì trên đường về. Đấy. Rồi mình mê làm vườn, mình mê làm vườn thì mình nhìn ra mấy cái chậu lan, chậu kiện, cái chanh, cái khế ngoài vườn mình vui. Nói chung là khi mình có cái đam mê gì đó, mình rất là dễ có được cái niềm vui với cái đó. Còn khi mà Phật pháp trong lòng mình nó không có, giáo lý nghèo quá, thì mình lấy cái gì để mình vui, mình lấy cái gì để mà mình xăm soi cái đứa nam mê nữ trang, nó buồn buồn, nó cứ môi cái hộp cái nữ trang nó ra là nó xăm soi là nó quên hết. Cái người mà người thích lái xe thì cứ tóp xe buồn buồn, tóp xe là đi một vòng ra biển, về phố, vào công viên là vui. Không, cái người mà mê ăn thì họ chỉ cần xuống bếp nấu cái gì đó là vui. Không, cái người thích làm vườn, người thích dọn dẹp nhà cửa rất là dễ dàng có được niềm vui, là bởi vì họ chỉ cần bắt tay vào một cái là vui ngay. Trong khi mình, tại sao mình biết Phật pháp mà Phật pháp không đủ để đem lại cho mình niềm vui, là bởi vì mình chưa có được Phật pháp. Người ta phải có cái hộp nữ trang người ta mới xăm soi, người ta phải có một cái vườn cây để mà người ta ngắm nghía, không, người ta đào xới phun sen, không? Còn mình á, mình có đây, mình có, thì mình lấy cái gì để mà mình vui này, cái giác chi nhớ nha. Đấy. Rồi, rồi cái cần giác chi là xuyên. Anh không có niệm, anh không có trí, anh không có niềm vui, anh lấy cái gì mà anh xuyên? Lấy cái gì mà anh xuyên? Tôi phải nói rõ, cái thằng làm biết nhất trên được cuộc đời này nó cũng phải có cái để nó xuyên nữa. Có. Nhưng mà cái vấn đề đó là anh xuyên trong cái gì, chứ còn xuyên này không có hết. Tôi nói nãy tôi mới nói cái thằng làm biết nhất nó cũng có cái để nó xuyên nữa. Nhưng mà cái quan trọng nhất là anh xuyên trong cái gì? À, anh xuyên trong cái gì? Anh xuyên trong cái gì mà lợi ích cho mình, cho người đó. Cái đó mới được được Phật kể. Không. Chỉ còn xuyên mà cái chuyện mà hại mình, hại người thì cái đó nghe mà kể. Không. Cái tiếp theo là cái cần nhất chi nó quan trọng cho đời. Anh nói với tôi anh có chánh niệm, anh nói với tôi anh có trí tuệ, anh nói với tôi anh có hỷ giác chi, anh có niềm vui tùm lum hết, nhưng mà anh không có đủ cái sức tinh tấn thì anh đi được bao xa? Anh thích là vườn đúng không? Rồi. Anh cầm cái cuốc anh quất dừng dài nhát, anh dội thì anh đi được bao xa trong cái chuyện làm vườn, được bao xa? Đây. Anh thích làm vườn, anh có kiến thức về cây kiểng, rau trái củ quả, đúng, tôi đồng ý, anh giỏi. Nhưng mà anh phải có được cái niềm vui trong cái chuyện đó, và cái niềm vui đó, kiến thức đó nó phải đủ để cho anh có được cái xuyên. Anh có thể trụ ở ngoài vườn mấy giờ đồng hồ không thấy mệt, nắng chang chang, mồ hôi đầm đìa mà anh vẫn thấy vui. Cái sức tinh tấn của anh phải đến mức như vậy đó mới xài được. Anh mới là một người làm vườn giỏi, đúng không? Chuyện tu học cũng vậy đó. Anh biết đủ thứ, anh có kiến thức, anh có trách nhiệm, mình có tùm lum hết. Nhưng mà bây giờ khi mà anh nói với tôi rằng anh không, cái xuyên của anh nó không đủ, là biết là tôi biết ngay cái trách nhiệm anh nó chưa đúng mức, cái trí tuệ của anh nó chưa đúng mức, cái niềm vui của anh ở đạo chưa đúng mức. Đương nhiên các vị hỏi tôi, sư có phải là thiền sư không? Sư có phải là hành giả không? Bây giờ sư suối tôi, sư nói với tôi là phải có niệm, có định, phải có hỷ giác chi. Sư cho tôi một ví dụ về sư, xin thưa. Dễ. Yeah. Cái này tôi dám nhận nè. Cái này tôi dám nhận. Thiếu niệm, thiếu định, thiếu hỷ giác chi, là thiếu cần giác chi là làm được. Đó là sắc, kinh Phật ấy. Kinh Phật. Kinh Phật. Không kể mấy cái cuốn sách mà người ta ghi âm lại rồi người ta viết. Tôi chỉ nói mấy cuốn từ dịch, mấy cuốn từ viết.
Chẳng hạn như bây giờ tôi đang làm cái column 14, column 14 phải xuyên. Có lúc ngủ cũng được, 3 giờ sáng dậy đi tìm kinh, đi tìm. Tôi vui lắm. Tôi nghĩ ngày quyền trai, ngày đi băng qua sa mạc. Còn tôi chỉ có online, tôi đi tìm kinh. Tôi đi tìm những cái bài kinh mà tôi thấy rằng kinh nào cũng là ngọc ngà kim cương hết, nhưng mà tôi đi lựa những bài kinh nào mà khi ghép nối lại đó trở thành một cái giáo án giáo tài để cho bà con từng bước làm quen với kinh điển, mà đồng thời nó cũng là những bài kinh căn bản cốt lõi. Tôi nhắc lại, kinh nào cũng là thiêng liêng hết, kinh nào cũng là lời Phật hết, nhưng mà mình phải chọn cái gì mà nó gần với khẩu vị của bà con quần chúng. Tại vì ba cái mà xăm rồi nấm linh chi khó nuốt, cho nên tôi phải đi kiếm cái gì mà nó gần gần bà con, thì tôi cho bà con ăn yến mà coi như là có bỏ một tí hoa lài, tí đường phèn, tí hoa lài cho nó đừng có tanh, tí đường phèn cho nó ngọt ngọt cho nó dễ nuốt, nấu loãng loãng chứ nấu sạch ăn cũng ngán. Vậy cái đó là tôi thấy người ta ăn, nhưng tôi không ăn nó nha, đừng hiểu lầm. Tôi thấy có một vài lần người ta cho tôi ăn cái chén bằng cái chén mắt trâu, chưa kịp biết nó là gì đã nó mất cha đó, nhưng mà nhờ vậy tôi mới có dịp tôi nói chuyện bà con. Không, vậy đừng hiểu lầm, tôi ăn cái đó chết tôi này. Thì là phải có các giác chi thì mình mới tu, mới học được, mới làm các cái công đức được. Và bản thân tôi có trải nghiệm được cái đó. Tôi nghĩa là cái chuyện làm kinh sách anh phải có giác chi, phải có giác chi. Nghe tôi vào giảng cho bà con phải có giác chi. Ngoài cái tỉnh thất may của tôi nó không có wifi, tôi online được, nhưng mà cái online nó không có đủ để vào Zoom, không đủ, tôi phải chạy vào chùa. Mà ngoài đó nó sướng một chết luôn. Chùa thì bao la mênh mông, đẹp lắm, đẹp cực kỳ. Nhưng mà đẹp là đẹp, to là to, nhưng mà chùa chỉ cho nó có phòng mà có lỗ mũi thôi, nó đâu có thoải mái bằng vậy. Mà kia nó mênh mông, nhưng mà phải có cái hỷ giác chi, phải có cái cần giác chi để mà đi Uber vào đây, đi vào từ đêm qua giảng sao có chạy vậy. Bữa nay người ta ra, bữa nay làm vườn mà đó, có thợ ta phải đi. Nhưng phải có cái khỉ giác chi, phải có cái cần giác chi mới làm được. Phải có nha. Nhưng mà vấn đề đó, siêng thì đứa nào cũng có hết. Niềm vui trong đời sống ai cũng có hết. Nhưng mà cái niềm vui nào mà nó gắn liền với cái lý tưởng giải thoát, với công phu tu tập, thì cái niềm vui đó mới được gọi là khỉ giác chi. Tinh tấn thì ai cũng có hết. Mà cái tinh tấn là nó gắn liền với cái chuyện tu tập, tu học, thì cái đó mới gọi là cần giác chi. Lười là thua. Các vị cứ nhớ cái này, cứ nhớ cái bài học mà tôi đã nói 1000 lần. Cái thời gian trong đời của mình giả định được chia ra thành 3-4 giai đoạn, giống như cái tờ $100 mà đổi ra mấy tờ 20, thì mấy cái tờ 20 đó, cũ mới, lành hay là rách, đều có giá trị giống nhau. Không, tờ nào cũng có giá trị giống nhau, mặc dù cái serial number của nó thì khác nhau, cái số, cái mã số trên đó khác nhau, cũ mới khác nhau, không? Nhưng mà tài là cũng giá trị giống nhau. Nhưng mỗi cái 20 năm trong đời của quý vị thì cái giá trị nó không giống nhau. Nó có cái 20 năm mà nó chỉ là để nằm liệt giường thôi. Có cái 20 năm ngu khờ không biết gì, nông nổi thiển cận, bồng bột, hiếu thắng, ngu xuẩn. Có cái 20 năm dài dặn chín chắn, hào khí ngút trời. Như vậy thì các vị trừ ra 20 năm đầu đời, 20 năm cuối đời là mất sự sơ là 40 rồi. Thì các vị hỏi, tôi hỏi các vị còn lại bao nhiêu? Tôi không cần biết các vị sống tới đâu. 70 mà mất 40 còn có 30. 80 mà mất 40 còn có 40. Còn 90 thì tôi không muốn nhắc đến, vì 90 nó chỉ là cái xác chưa có chôn thôi. Không, tôi chỉ nói chuyện với người 80 thôi. Không, chỉ 90 là đối với tôi là khô máu rồi, mình không có nói nữa. Không, khô máu. Thì mình cứ nhớ thế này, mình nhớ là thời gian mà bằng vàng nó nhiều. Thì thời gian nó có ba loại: thời gian vàng, thời gian bạc
và thời gian đồng trì, không? Là cái ba thứ. Nó có nhiều thứ chứ phải ba thứ. Thời gian vàng là thời gian mà trí óc minh mẫn, nhiệt huyết đầy ắp, sức khỏe ok. À, đó là thời gian vàng. Thời gian bạc có nghĩa là về tinh thần cái trí nhớ có thể sút giảm một tí, sức giảm trí nhớ sút giảm một tí, trí nhớ trí hiểu sút giảm một tí, đó gọi là thời gian bạc. Còn thời gian đồng đó, tức là nó sút giảm nhiều hơn. Còn cái thời gian trì là thua, chỉ nằm chờ người ta chôn thôi, chôn thôi. Thì các vị tưởng tượng nếu mà nói kiểu đó đó, thì mình có nên siêng một tí không? Có nên tinh tấn một tí không? Bởi cái thời gian vàng nó có nhiều. Có người trong đêm này bây giờ đang xài toàn là thời gian bạc. Có nghĩa là cái đầu nó cũng lu bu lắm. Nhớ dở hiểu chậm. Không? Nhưng mà ít ra cũng có lúc ok. Đó là sức khỏe thì cũng lâu lâu đi khám định kỳ. Nhưng mà cũng tạm thời ok. Đó là thời gian bạc. Còn thời gian đồng đó, có nghĩa là cái thời gian ok nó ít đi. Ít hơn nữa. Thời gian bạc là 80% trở lên mình muốn làm gì mình làm. Thời gian bạc là 50%, thời gian đồng là chỉ có còn có 30% từ tinh thần tới thể xác có thể làm việc được, còn thời gian trì là dưới 30%. Cứ nghĩ như vậy tự nhiên nó xiên, cái cơ hội không còn nhiều nữa đâu. Cái cơ hội được làm người mà gặp chánh pháp nó khó, vì làm người nó được mang theo người nó là cái khó. Được gặp Phật pháp là cái khó, mà hai cái khó này cùng một lúc mà nó hội đủ không phải dễ, mà chưa còn nữa. Được gặp chánh pháp, được ban thân người mà cái đầu óc nó ra sao, sức khỏe nó ra sao, cái điều kiện sống nó ra sao, nghèo quá, bệnh quá, cũng khó lắm, khó lắm. Bệnh nhiều quá, cái tối ngày nó cứ bệnh hoặc quẹo rồi tu học cái gì, nghèo lắm, tối ngày lo làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn tối, thì cái đầu đâu mà nghĩ tới Phật, cũng khó. Cái tình trạng tài chính, tình trạng tâm lý, tình trạng sức khỏe, và được mang thân người, được gặp chánh pháp mà không có được minh sư thiện hữu thì cũng chua lắm, chua lắm. Cái đó quan trọng lắm. Cái người nào mà mình thường gặp, người nào mình thường alo, cái người nào mình thường liên lạc, thường có những tác động rất lớn lên chúng ta, rất lớn. Nhà tin tôi đi, tới chết các vị phải tin điều đó. Điều đó là đúng 1000%. Các vị nói với tôi là các vị có bản lãnh, có nội lực, no, tôi không tin. Mà cái này tôi tin. Các vị rất dễ dàng bị tác động bởi cái kẻ bên cạnh, hoặc là cái kẻ mình thường xuyên giao tiếp. Có những người họ như chim cú vậy đó. Gặp họ đó là họ nghe toàn là cái chuyện buồn không mà. Nói xấu người này, nói xấu người kia, rồi than vãn, trách móc như chim cú vậy đó, bắt bao tan. Đấy. Rồi còn có người ấy, thì gặp họ là họ giống như con bướm, yêu đời lạc quan, cả hai người mình đều nên tránh. Mà cái mình cần là cái người có chánh niệm, có trí tuệ, có thiền định, đấy, có nội hàm, có nội dung Phật pháp, và đặc biệt là có niềm tin, mình ở gần họ. Phải nói là ân triêm lợi lạc. Ở gần mỗi người như vậy nó tốt hơn là mình đi chùa mà mình không được. Đi chùa mà không có được tác động tốt thì còn tệ hơn là mình qua lại với một cái người hàng xóm, một người bạn già, một người bạn bệnh hoạn, nhưng mà họ có khả năng tác động tích cực lên mình. Không, phải nhớ. Chứ còn mình bị ám, mình phải đi chùa, địa phương nào có chùa là mình phải đi chùa. Mà trong khi đó mình quên là mình đi chùa lòng mình có tịnh không. Trong khi đó cái bà Tư bà Tám gì đó, tuy bà đang ở nhà già, tuy bà sống cô quạnh, nhưng mà gặp bà lần nào mình gặp bà mình cũng được tác động thúc đẩy sắp tấn khích lệ tu học. Thì như vậy thà gặp bà Tư bà Tám còn tốt hơn là đi vào chùa gặp tăng ni Phật tử trùng trùng đông như quân nguyên, mà lần nào vào chùa cũng phiền hết. Nhớ không? Phải nghĩ như vậy mới tinh tấn được. Rồi. Thì cái điều kiện mà hỗ trợ tinh tấn thì mình cũng phải vào trong cái quyển kinh nghiệm đề quán, trong đó ghi rõ lắm, không? Ghi rõ, nhớ nha. Như vậy thì mình đã nghe xong cái là niệm nhất chi, trạch nhất chi, cần nhất chi, hỷ nhất chi, rồi cái tánh nhất chi. Cái này nè, nó sâu lắm. Tôi quên lấy chai nước bây giờ, kệ nè, lỡ chịu khác. Trước mặt chỉ có cái chai
chai súc miệng rồi uống cái này vô cho chết. Tiếp theo là cái tỉnh giác chi. Cái tỉnh giác chi là sao? Không nghe giải thích là chỉ có chết. Nhưng tỉnh giác chi là như thế này. Đời sống của chúng ta là một hành trình của những giai đoạn, tâm lý sinh và sinh học. Đời sống của chúng ta là một hành trình với những giai đoạn biến chuyển của tâm lý và sinh học. Về sinh học, từ một đứa bé trong bụng mẹ chào đời, vậy thì trưởng thành rồi chuẩn bị già cõi, đó là sinh học. Nhưng mà tâm lý thì sao? Nó lại khác tí. Đời sống tâm lý nó không phải như vậy, nó không hẳn. Cái đời sống sinh học đó, thì nó càng lúc nó càng kiệt quệ dần. Nhưng mà đời sống tâm lý thì khác à. Một đời sống tâm lý mà ngon lành đó, nó có khả năng nó càng lúc nó càng lên cao. Mà cao đây có nghĩa là sao? Đấy, chỗ này mới là đã này. Cao nghĩa là sao? Cao có nghĩa là từ ở đó nó ác thì nó thiện dần, thiện dần. Không? Nó thiện dần, tốt dần, tốt dần. Đó nó không có từ bi trí tuệ, bây giờ nó có từ bi trí tuệ. Nó không có chánh niệm thiền định, bây giờ nó có chánh niệm thiền định. Đấy, đó là thứ nhất. Đi tiến triển là từ ác nó qua thiện. Không? Rồi cái gì nữa? Từ tế nó qua, từ thô nó qua tế. Từ từ ác nó qua thiện, đó là một cái bước tiến. Từ cái rộng, từ cái hẹp nó chuyển qua cái rộng, đó là một bước tiến. Ở đó mình chỉ biết có một cái thân mình, đứa bé mình nằm nôi nó chỉ biết có cái thân đó thôi, nó chỉ biết ăn, biết bú, biết uống. Lớn lên là bắt đầu nó biết thương chị em, thương gia đình, thương ba má. Lớn hơn chút nữa bắt đầu nó có cái khái niệm về tình thân quyến thuộc không? Chứ còn nít sao biết quyến thuộc là gì? Nó chỉ biết ai thương nó, ai hôn nó, ai nựng nó, ai thơm vào má nó, ai cho nó ăn, ai ve vuốt, ai kèn nó thôi. Chứ nó không có khái niệm về quyến thuộc máu mủ. Nhưng mà khi mà nó lớn lên, nó khái niệm từ từ như vậy. Cho nên nó là rồi cuối cùng nó có khả năng nó yêu được đất nước, yêu được đồng bào, yêu được dân tộc, yêu được chúng sinh vạn loại, không? Nó yêu được người dân kẻ lạ. Thì như vậy thì cái đó là cái tiến bộ tâm linh là gì? Là từ ác qua thiện, rồi cái gì nữa? Từ rộng qua, từ hẹp qua rộng, rồi gì nữa? Từ thấp lên cao. Hồi xưa mình cứ lè tè ba cái chuyện gia đình, rồi ăn mặc ở đi đứng, rồi khá hơn chút là biết làm nhà cửa, giúp đỡ bà con dòng xóm. Nhưng mà phải đến một lúc mình vươn lên đến một cái chiều cao cả, có nghĩa là ngoài cái đời sống xã hội, ngoài đời sống vật chất, mình còn cái đời sống tâm linh nữa. Ha? Thì cái đó được gọi là từ thấp lên cao. Và cái này là tôi mới từ thô qua tế. Có nghĩa là sao? Là hồi mình còn bé đó, cái mà làm cho mình vui phải là cái gì đó rất là cụ thể. Gió mát này, được hôn, được nựng này, được xoa đầu, được khen ngoan, được ăn ngon, ăn kem, ăn kẹo, ăn bánh ngọt này. Nhưng mà dần dần mình lớn lên ấy, thì cái làm cho mình vui nó tinh tế hơn nhiều lắm. Chỉ là một ánh mắt, một nụ cười của ai đó là làm cho mình vui cả tháng luôn, vui nhớ điên luôn, hạnh phúc lắm. Lâu gặp nhau mình thấy liếc cái, nó nhìn cái, nó cười cho một cái, mừng còn hơn là ông già sống vậy. Có nghĩa là cái niềm vui của mình nó tế dần rồi. Thấy hồi nhỏ là chỉ cái gì nó cụ thể, nó điển hình, nó rõ ràng ấy. Nhưng mà lớn là bắt đầu chỉ cái ánh mắt nụ cười là mình vui rồi. Nhưng mà nó vẫn còn thấp lắm. Là vì sao? Là bởi vì nó còn quẩn quanh trong năm dục, trong nam nữ, trong tình cảm xã hội, đúng không? Nhưng mà hơn cái nữa, sẽ có một ngày khi các vị biết, các vị yêu triết học, yêu thơ ca, yêu âm nhạc, yêu hội họa, lúc đó cái mà làm cho các vị vui đó, nó lên một cái chiều kích mới, một cái tầm vóc mới, một cái chiều cao mới. Yeah, hồi nhỏ là mình chỉ biết cái gì cụ thể, rồi lên từ 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 từ, từ. À, lên tới tình cảm nam nữ, rồi vượt thoát cái đó lên phải yêu được âm nhạc, thi ca, triết học, tôn giáo, tư tưởng. Đấy chứ, phải lên từ từ như vậy. Và đến nếu mà các vị là Phật tử, sẽ có một ngày các vị vui là chỉ vì các vị đang sống chánh niệm, biết rõ
cái gọi là sát na vĩnh cửu, biết rõ cái gọi là đời sống nó chỉ là từng khoảnh khắc hiện hữu của thiện ác buồn vui. Và bây giờ mình đang sống hết mình tận tuyệt với từng giây phút đó. Cái hạnh phúc của người sống cái niệm nó lạ lắm, nó cao hơn hạnh phúc của người ra nhạc sĩ họa sĩ nhiều lắm. Nó sang hơn nhiều lắm, sang lắm, thánh lắm, rất là thánh. Này thì như vậy cái đời sống tâm lý nó đi từng bước dần. Mà tỉnh giác chi là sao? Tỉnh giác chi tức là nó làm lắng động tất cả những cái xô động, những cái thô tháo từ xưa đến giờ. Cái xô động thô tháo đó là cái gì? Từ cái niềm vui, từ cái niềm vui thô, niềm vui rẻ tiền, và hướng tới một niềm vui khác, từ thiền định, từ trí tuệ, từ chánh niệm. Này chưa hết, cái tỉnh giác chi này nó còn nó làm lắng động toàn bộ đời sống tâm sinh lý của mình, mà chỉ có hành giả mới hiểu hiểu, chứ còn mình chỉ nghe giảng mình không có tu khỉ gì hết thì mình hiểu nó mờ nhạt lắm, mờ nhạt lắm. Các vị nhớ cái gì? Cái tâm nó lắng rồi đó, phiền não nó vắng mặt được 1 giờ 2 giờ thì cái huyết áp, cái pulse, cái nhịp đập của tim, của mạch máu nó lắng xuống, lắng xuống. Và cái niềm vui của mình nó nhẹ nhẹ, nó nhẹ, nó êm, nó nhẹ. Và cuối cùng là hơi thở. Một nội tâm ổn định, ổn cố và ổn định. Nó không có còn là nông nổi, bồng bột, sốc nổi nữa. Thì cả cái hơi thở của các vị nó cũng sâu lắng theo. Ngày sau là phát ngày dạy. Cái tiếng chuông mới đánh, mình có thể thờ ơ, mình có thể phóng tâm mình vẫn nghe được. Nhưng mà khi mà cái dùi nó đã rời khỏi cái chuông, và cái tiếng chuông bây giờ nó chỉ còn là cái dư âm dư hưởng thôi, dư âm dư hưởng thôi. Hưởng trong tiếng Mỹ dư echo, dư âm dư hưởng. Hưởng này phải hưởng thụ nha, hưởng này là cái âm hưởng, cái còn sót lại của âm thanh, giống như chữ giao hưởng vậy. Thì khi mà cái âm hưởng nó còn sót lại một tí thì tiếng ngân mà nó nhỏ dần như là tiếng mũi kêu đó, thì lúc bây giờ để nghe được âm thanh dư sót đó, chúng ta bắt buộc, chúng ta nhất thiết phải có cái khả năng lắng động nội tâm. Lắng tay chưa đủ, lắng tay chưa đủ, mà phải có lắng tâm, lắng lòng để nghe được. Thì cái tỉnh giác chi là sao? Thì khi mình sống nhiều với chánh niệm, sống nhiều với trí tuệ, sống nhiều với thiền định, thì toàn bộ thân tâm của mình nó sẽ đến một cái trình độ khác hẳn. Đó là nó sâu lắng, toàn diện, toàn triệt và toàn tập. Gọi thứ Adidam thì cái tỉnh giác chi nó chính là hai cái tâm sở, tỉnh thanh tỉnh tập. Nó làm sâu lắng. Sâu lắng tức là sự vắng mặt của phiền não là một sự sâu lắng. Hồi đó mình tham thích bằng tâm tham vô trợ, mà bây giờ nó thường hệ tham nó lên chỉ còn hữu trợ. Nó sân vô trợ, bây giờ nó về chỉ còn là sân hữu trợ. Nhưng mà chưa, cái đó chưa phải còn nữa. Ngày xưa cái tâm thiện, cái tâm lành của mình nó sốc nổi, vui lắm, phước cúng dường ra mặt. Nhưng bây giờ ngay cả cái việc lành ấy, mình nghĩ về nó bằng một cái sự bình thản lắm. Nghĩ về cái ác chỉ nghĩ đơn giản đó là cái nên tránh. Nghĩ về cái thiện biết đâu là chuyện nên làm, nên có, chỉ vậy thôi. Rồi bắt đầu đi vào nội tâm. Cái hơi thở của mình là hơi thở của một người đã bình đạm, đã ổn cố, đã ổn cố, đã bình đạm. Cái nội tâm của một người có niệm, có tuệ, có định. Đấy. Với một cái nội tâm của một cái người mà cái hơi thở nó cũng được trầm lắng, hoạt động tay chân được đình chỉ. Chúng ta chỉ làm cái cần thiết thôi. Cái hơi thở nó cần thiết là bởi vì không thở là chết. Còn mọi hoạt động mà trong sinh hoạt chỉ làm cái gì cần thiết. Do đó chúng ta có thời gian, chúng ta có điều kiện tâm lý để mà sống sâu lắng. Còn cái thứ mà bồn chồn bông ba lóc chốc lăng xăng thì chúng ta không có cái điều kiện tâm lý để mà sống sâu lắng. Đúng không? Cái sâu lắng ở đây nó chính là tỉnh giác chi. Tỉnh giác chi tức là cái sâu lắng từ tâm lý cho đến cả cái hoạt động sinh lý của thân xác. Tỉnh giác chi nha, nó quan trọng vậy. Mà muốn có được cái đó là anh phải sống có niệm, có tuệ,
Không, có niệm mà tuệ. Và tuệ đây tôi nhắc lại là gồm có ba cấp: văn, tư, tu. Học giáo lý, phải học giáo lý, chứ đừng có nghe lời ông tiếng ve của ai đó nói rằng tu là giữ tâm rỗng rang không cần học, bởi vì Phật là ngay đây chứ ở đâu xa, trí tuệ giác ngộ nằm ngay chỗ này, học như cho nhiều là bị sở tri chướng nó nói cho nó cao, cuối cùng không biết gì hết, cứ ngồi vô nó nói bao nhiêu chuyện. Và tôi xin đoan chắc cái vị 1000% cái đầu của cái tên có học ấy, khi mà nó tu thiền tốt hơn, tốt hơn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, các vị yên tâm, ba cái sở tri chướng gì đó là do các vị học sai, học lộn, học nhầm. Chứ nếu học đúng, học đúng nha, nếu học đúng, nếu học đúng. Nếu học đúng thì tất cả cái kiến thức giáo lý nó đều là phương tiện, là công cụ, là hành trang, là hành lý. Còn cái kẻ nào mà học sao đó mà mấy cái kiến thức đó nó ám, tôi xài cái chữ ám, nó ám vào cái giây phút mà tu tập đó, đó là học sai, hiểu sai. Vì sao? Vì tất cả lời Phật đều có nội dung là tháo cởi, cởi mở, tháo gỡ và tháo, cởi mở và tháo gỡ. Mà kiến thức càng nhiều thì khả năng mà tháo mở, tháo cởi và cởi, tháo gỡ, cởi mở nó càng nhiều, mặc dù nó chỉ là kiến thức thôi. Còn anh học sao mà mỗi lần anh xếp bằng lại mình thấy 15, 18, 23 mình nhảy tưng 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 trong đầu anh không, anh đang cứ nhận đây là thiện này bất thiện, mà ba cái lý thuyết ai tiền đàm ai tiền điếc gì đó mà nó ám đầy cái đầu anh học lộn, anh học sai rồi, anh học sai không? Anh học đúng cái giáo lý là anh chất đầy giáo lý vào thì anh chỉ thêm công cụ để tháo gỡ và cởi mở. Nghe tôi đi, nghe tôi cái đó nha. Bởi vì nếu mà các vị nói là học nhiều sẽ đi trước vậy chắc các vị như ngài A Nan rồi sao ta, rồi mới bị tụt lòng tâm tạng rồi sao, rồi ngài Pa Ao đó, rồi ngài ngày 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 Sumin đó, rồi ngày Mahasi, ngày Mahasi là ba tạng ở trong đầu, ngày Mahasi là tam tạng đó nha, tam tạng bạn sư nha. Rồi ngày Upanita đâu phải dốt, đâu có phải dốt. Nên nhớ tất cả các vị cao tăng miến điện đều gọi là phạn ngữ tam muội hết, có nghĩa là xuất nhập vào kinh tạng Pali như là vào chốn con người, như là Kiều Phong ở Nhạn Môn Quan, như là Vương Trùng Dương và trên đỉnh Hoa Sơn, thoải mái lắm. Nhất cái lệnh tới, nhất cái lệnh tới, kiến thức trùng trùng dương. Ngài Pa Ao, rất nhiều người Việt Nam cứ tưởng lầm ngài là thiền sư dạy thiền là hết, no, ngài là luận sư. Ngài Pa Ao sẽ đó luận sư đó quý vị, luận sư mà có ai biết không? Không ai biết. Ngài có những cái cuốn, những cái không phải cuốn mà là bộ 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 sách mà tham khảo nghiên cứu về Mahapatha đấy, tức là bộ đại sứ, cái bộ mà được xem là chua chát nhất của A Di Đà, tôn giả Pa Ao gì đó ghê không? Có ai biết cái đó không? Biết, vấn đề là không biết. Rồi nữa đọc mấy cái bộ cái quyển mà cái bộ sách mà 5000 trang mà đường hành trình đến Niết bàn của ngài, các vị nào mà có từng đọc chú giải cái commentary của Tam Tạng, các vị mới thấy khiếp. Để viết được cái bộ đó thì ngài phải gọi là đọc nát cái bộ kinh, đọc nát chứ mà đọc kỹ, mà đọc nát tức là lật liếc mà thành kinh tả tơi thì mới ra được cái bộ đó. Sở tri chướng đó, sở tri chướng đó, mình cứ nói học nhiều sở tri chướng. Vấn đề là người ta chất một kho nhưng mà toàn là cái công cụ phương tiện tháo gỡ, còn mình một kho mà toàn là keo dán không à, băng keo với keo dán đụng đâu chứ là đụng đâu chứ đâu không, với cơm nếp còn mình ăn cơm nếp mà lại chứa keo trong phòng, còn người ta lại không, người ta toàn là dao kéo xăng aceton, toàn là mấy cái thứ tháo gỡ không, tháo gỡ hết nhớ rồi. Cho nên người ta đó càng tu người ta học, càng học thì người ta càng tu tốt hơn, nhớ nha, tu học đúng thì học đúng nha, thì càng học tu tốt hơn, mà tu tốt hơn càng tu tốt hơn thì cái khả năng tháo gỡ, giải phóng, giải thoát càng lớn hơn. Và cái này mình phải nhớ cái này. Thứ nhất, tụi ông lại cho sợ mà con quên, cái thứ nhất có học giáo lý sẽ tu tốt hơn không học giáo lý. Thứ hai,
tất cả nội dung giáo lý đều có nội dung tháo gỡ, mà nếu mà mình học, càng học mà cái đầu mình nó càng nặng là mình học sai. Cái thứ ba, nói là giáo lý nhưng thực ra là cái thấy của mình lúc mình học nó không giống như cái thấy của mình lúc mình thực nghiệm. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên nếu mà mình tu từ, chẳng hạn như tu tứ niệm xứ vậy hả, mà mình sống chánh niệm mà 13, 14, 25 mà nó vẫn còn nguyên, có nghĩa là chưa tiêu hóa. Chưa tiêu hóa. Tu tứ niệm xứ mà mấy con số nó còn nhảy tinh trong đầu là một là học sai, hiểu sai, hành sai. Đôi khi người ta là pháp sư tâm tại, người ta sống chánh niệm cực kỳ hồn nhiên. Và nó xui là có những người họ khoái cái tinh thần hồn nhiên đó, họ cắt khúc. Họ nói mình tu chứ giữ tâm hồn thờ tâm hồn thơ nghe như trẻ con mới vào được nước Chúa, kết hợp cả kinh Phật và kinh Chúa. Cái đó nó hay lắm nhưng mà nó nguy hiểm ở chỗ này, nói không hết, cắt con khúc à, cắt con khúc không được. Giống như con mình nó mới có học high school, trung học, mà mình quất một câu là tiền bạc là phù vân, cái câu đó đúng, bản thân cái câu đó đúng, nhưng mà cẩn thận, nó nghe rồi nó khỏi đi làm, nó khỏi đi học luôn nha. Phải dạy cho nó biết không có tiền là nghèo, mà nghèo là khổ, là nhục. Nhưng mà cũng phải nhớ, tiền không phải là tất cả, tiền nó chỉ là phương tiện sống. Không có gọi là tiền nó không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền đó, là mình không làm được gì, tất cả đều bó tay. Nhớ, tiền không là tất cả, nhưng không có tiền là tất cả đều bó tay. Nhưng mà con nhớ, nó chỉ là phương tiện chứ nó phải là ông chủ. Ngày nào con thấy tiền là ông chủ của con là con xài. Bởi vì sao? Vì tiền nó là phù vân, tiền nó là bạc. Con nhớ như vậy, đúng không? Phải tùy lúc mà dạy con cái gì. Cái thiện nội hướng sách cái câu tiền bạc là phù vân đó, là đi dạy cho nhỏ là tàn đời. Nhớ nha, nhớ cái đó. Tôi ớn nhất cái chiêu mà học kinh điển mà học cũng tới, nó lụm con khúc rồi đem gắn tùm lum là lạ. Nha, nhớ cái đó. Tánh nhất chi, rồi tới định nhất chi. Thì định nhất chi, tôi nói bắt tắt định thì có ba thôi. Định sát na định, cận định là cái kiên cố định. Cái sát na định là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng khoảnh khắc của cái người chưa đắc thiền, hoặc là người đã đắc thiền rồi nhưng mà những lúc họ không có nhập thiền họ vẫn xài cái sát na định, có nghĩa là khả năng tập trung ngắn hạn trong từng khoảnh khắc. Còn cái cận định là cái giai đoạn tiền chứng định, có nghĩa là trước khi mình chứng thiền thì mình có cái khả năng định tâm tốt hơn, nó có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều giờ không biết trời đất, mưa nắng nóng lạnh là gì hết, không? Nó là cận định. Cái đây là một cách giải thích rất là nôm na, rất là đại khái nha. Tôi không hề nhắc đến sơ tướng quan tướng gì hết. Tôi giải cái đại chúng ha. Định ở đây là gì? Là khả năng tập trung tư tưởng. Và tôi cũng chỉ nhắc, tôi sẽ nhắc lại cái gì cũ xì để cho bà con nhớ, không? Bởi vì trong room này tôi nghĩ có nhiều bà con mới tin nè, mới đập hộp, mới bóc vỏ này. Thì mình cứ nhớ định nhất chi là gì? Là khả năng tập trung tư tưởng. Cái việc cái biết cái kiến lớp đó, cái kiến hội tụ ấy, cái magnifier cũng ánh nắng nó mặt trời như vậy thôi, cũng nó ấm ấm được thôi, nhưng mà khi mình gom ánh nắng nó vào một điểm thì nó có thể tạo ra lửa. Gió cũng vậy, khi mà mình ngồi ngoài trời trống, không, gió nó yếu, nó có nhiều cái cơn gió nó yếu đến mức mà mình không có cảm được. Vậy chứ mình ngồi xa một bức vách rồi nó có cái khe nhỏ đó, nó có cái khe nhỏ, gió luồn qua cái khe đó mình thấy mát, nó mát cách đặc biệt. Mặc dù mình bước ra sân thì không có gió khỉ gì hết, nhưng mà mình vào trong nhà đó thì gió mà nó đi xuyên qua cái khe đó mình thấy. Bởi vì sao? Bị lúc bây giờ cái gió nó được gom, nó được gom, gọi là cái ngọn nến, gọi là ngọn đèn mà đốt lên mà không có cái bóng khói chụp ấy, thì cái nhiệt lượng, cái sức nóng nó bị lan tỏa, nó bị khuếch tán. Nó không làm ăn gì hết. Mình mới chụp cái bóng khói, cái ống khói lên, không? Thì mình để cái bàn tay mình lên trên khoảng cách đó, nó nóng kinh khủng lắm. Cũng có khoảng cách 3, 2 tấc, không? Hai tấc trên ngọn lửa. Mà nếu không có cái bóng khói đó, không? Thì coi như là cái sức nóng nó lan tỏa ra, nó không sao hết. Nhưng mà cũng cái khoảng cách 2 tấc đó mà có bóng đèn, có cái bóng, thì cái toàn bộ sức nóng nó tập trung vô đó là chết cái tay mình. Thì định nó là như vậy. Định nó là cái sự gọi là tập trung tư tưởng, và trên cái nền tảng tập trung ấy, trí tuệ, chánh niệm, thiền định gì nó mới sinh sôi phát triển được, không? Thì Đức Phật dạy cho mình 40 cách
để mà trau dồi cái định tâm. Thí dụ như theo dõi hơi thở cũng là một cách, theo dõi hơi thở và ra biết ra vào biết vào cũng là cách, đúng không? Hoặc là mình tập chú vào một cái đốm sáng, mình niệm sáng 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 sáng, mình tập chú vào một ngọn lửa, mình niệm lửa 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 lửa, tập chú vào một cái tô nước, một cái khuôn đất sét, mình niệm đây là đất 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 đất, đất nước, nước 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 nước, mình cứ tập trung đến mức mà mình nhắm mắt lại thì cái tô nước nó vẫn hiện rõ ràng trong đầu của mình. Luyện tập lâu ngày như vậy gọi là trau dồi định. Thì với cái nền tảng đó thì cái mai này tu chánh niệm tốt, cho nên ở bên các thiền viện bên Miến Điện, có những thiền viện họ cho chỉ quán song tu, có những thiền viện bắt tu chỉ trước rồi quán sau là như vậy. Miễn là đối với những hành giả mà chánh niệm yếu là phải trau dồi cái định mà cách là tu thiền chỉ trước, nhớ nha. Tôi cố gắng tôi nói những vấn đề giáo lý khô khan bằng cái cách diễn giải và cái ngôn từ gần với bà con nhất. Đấy, mà bà con vẫn không hiểu thì chỉ có ba từ thôi, tức là đi chết đi, phải không? Đấy. Thì cái định nhất chỉ là khả năng tập trung tư tưởng, không có nó làm ăn được gì hết. Rồi cuối cùng là xả giác chi. Nhưng bây giờ tôi mới quay lại cái định tĩnh giác chi hồi nãy. Đời sống này là một hành trình của những chuyển biến từ tốt qua xấu, từ xấu qua tốt, từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, từ thô qua tế, từ tế trở lại thô. Thì cái xả giác chi nó là cái đỉnh cao của cái gọi là cảm giác. Hồi chưa biết đạo ấy thì mình thích cái này, mình ghét cái kia, vui buồn buồn vui, trong toàn là bất thiện. Tới lúc biết đạo rồi mình chìm sâu trong cái chuyện tu học, vui vẻ thoải mái, lúc nào cũng an lạc, nhăn răng cười. Nhưng mà không, sẽ có một ngày khi mà trí tuệ và chánh niệm nó đúng mức rồi đó thì cái vui nó không còn nữa, cái vui nó đúng là tất cả là sự hững hờ lãnh đạm, mà hững hờ lãnh đạm cũng không phải là của cái người làm biết, mà là của là mà là của người biết chuyện. Sẽ có một ngày mà các vị thấy có sanh tử thêm 1.000 tỷ kiếp nữa thì cũng vậy thôi. Gặp Phật ra đời, đi xuất gia, tu thiền, chứng thánh thì cũng vậy thôi. Có bao nhiêu Đức Phật ra đời rồi niết bàn, viên tịch, không trở lui. Có bao nhiêu hiền thánh tăng ra đời rồi cũng ra đi. Này, cái thế giới này nó cứ theo bốn mùa mình nó xoay vần, nó chuyển đổi như vậy đó. Có điều mình nên làm cái gì và nên tránh cái gì chỉ vậy thôi. Thế giới gì? Nguyên cuộc đời mình nó chỉ có cái nên nên tránh và nên làm cái gì. Cái gì cần tránh và cái gì nên làm. Bởi vì nếu mọi người mà thiếu cái cách sống trách nhiệm đó, đó thì hôm nay chúng ta ra sao? Trước mình tiền nhân cổ nhân, không? Mình sống thiếu trách nhiệm, không? Ai làm con đường cho mình đi, ai làm cái cầu cho mình đi, không? Tất cả những cái đó. Thế là đời sống nó chỉ còn có cái nên và không nên, chỉ vậy thôi. Mình nhận ơn của tiền bối, của tiền nhân thì mình có trách nhiệm mình để lại một cái di sản cho hậu nhân, hậu bối, chỉ vậy thôi, không? Rồi chuyện tu tập cũng vậy. Theo Phật hay theo ma nó chuyện giống nhau. Anh muốn sanh tử thì anh theo ma, mà anh muốn giải thoát thì anh theo Phật. Tất cả những gì chúng ta tu học được nó là chuyện cần làm, nhưng mà nó không là cái gì để mình tự hào, tự đắc, tự kiêu, tự mãn, tự tôn, tự đại. Không, mình bị bệnh thì uống thuốc, chỉ vậy thôi. Bị bệnh thì uống thuốc. Đấy. Khi mà mình làm đúng lời Phật thì tự nhiên phiền não nó biến mất, nó vắng mặt tạm thời hay là vĩnh viễn, nhưng mà đại khái là vắng mặt đi. Làm đúng lời Phật thì não vắng mặt, mà vắng mặt á, trước mắt mình được an lạc, và nếu đủ duyên thì chứng thánh. Mà mình có chứng thánh không chứng thánh thì cuộc đời vẫn vậy, trái đất vẫn xoay và cuộc đời vẫn cứ thế mà trôi. Cái chuyện mình tu học nó chỉ là chuyện tự cứu thôi. Bị thương là phải băng bó, bị bệnh phải phục dược, phải uống thuốc, chỉ vậy thôi. Đó là chuyện cần làm thôi. Sông Hương có nói gì đâu, núi Ngự Bình có nói gì đâu, mà Huế vẫn còn đó. Trăng sao trời đất vẫn vậy thôi. Chúng ta có tu không? Tu mọi sự cũng vậy. Có điều là mình mang thân người biết được chánh pháp thì thôi, mình
đi theo cái gì cần, cái gì nên. Với tất cả những cái tư duy đó, người tu điềm đạm, bình thản, hờ hững, lãnh đạm, đó gọi là xả giác chi. Đây là một cách nói rất là đại chúng, rất là cận nhân tình. Đấy, nói chuyên môn mà con khùng, nhưng mà đại khái như vậy. Chẳng hạn như mình ngày nào mình còn hưởng dục, thích ăn, thích mặc, thích ngửi, thích sờ, thích chạm, thì mình còn, hãy còn có thích là còn có bất mãn. Không được cái mình thích là mình nổi điên. Đấy, tu thêm một mức cao hơn nữa về cõi trời dục giới, thì cái mình bất mãn ít thì vẫn còn là cái mình thích, nhưng mà cũng còn thích trong cảnh dục. Tu thêm một bậc nữa, chứng sơ thiền trở lên về phạm thiên, trên đó không còn có dục. Niềm vui trên đó chỉ là niềm vui của người có chánh niệm, của thiền định thôi. Đấy, nhưng mà lên cao hơn nữa thì cái niềm vui với các phẩm thiên bị biến mất, được nhường chỗ cho sự lãnh đạo. Đó là nói về đời và nói về đạo. Ở vị tu đồ quần thấy được bốn đế mà cũng còn có cái chỗ bất thông, còn có chỗ bất thông, nên cho nên cũng còn có cái thích, còn có cái ghét trong cuộc đời này, còn thấy có đẹp có xấu. Lên thêm một tầng nữa nhị quả khá hơn, lên một tầng nữa đó là tầng tam quả, thì vị này thấy trên đời không còn gì để thích để ghét trong cái thế giới vật chất hết. Vị này chỉ còn có một chỗ để lui về giấu mình, đó chính là thiền định. Và trong lúc thiền định, vị đấy cũng vẫn cảm được cái vị ngọt của nó, đó gọi là sắc ái và vô sắc ái. Đến cái vị a la hán thấu suốt bốn đế một cách toàn diện toàn triệt, cái vị thì không còn thích ghét buồn vui theo cái kiểu trước đây. Cái vị hai cái tầng thánh thấp đi vào sở thú thấy đẹp thấy vui, nhưng mà biết đây là mấy con thú nhốt. Còn phàm phu là đám trẻ con không hề biết cái chuyện đó, chỉ biết trụ con cọp kiện khỉ kìa. Còn cái vị tu đồ quần, hay từng tu đồ quần với vị Tư Đà Hàm thì đi vào vườn thú, biết đây là đám thú bị nhốt, nhưng mà đi ngang chuồng két thấy cũng hay hay, đứng lại coi. Tội nghiệp lắm, tội nghiệp bị nhốt đúng, nhưng mà đi ngang chuồng két thấy hay hay, đứng lại coi. Đi ngang chỗ siết khỉ thấy hay hay, đứng lại coi. Đó không? Rồi. Đi ngang mấy cái chỗ mà mấy cái loài chim lạ, mấy hoa lan trong đó thì lạ lạ, đứng lại coi. Mặc dù trong bụng biết, biết đây là chúng lưu đày, chúng tù đày, sở thú mà, nhưng mà tính nói cũng ngồi thấy chỗ thích. Nhưng mà lên viên lên tới A Na Hàm thì không. A Na Hàm thì không. A Na Hàm dắt con đi thôi, con nó vui, nó vui kệ nó, chỉ riêng mình không thích, không thích lan, cũng không thích thú, không thích hoa kiển gì. Nhưng mà còn có lý do để đặt chân vào cái vườn thú. Riêng vì A La Hán thì không. Vì A La Hán hiểu một cách toàn triệt, hiểu một cách toàn triệt. Cái sở thú nó là cái chỗ để người ta làm, cái kiếm tiền, cái chỗ để làm khổ mấy con thú. Ngắm lan thiếu gì chỗ ngắm. Lan ở đây như đó cũng là lan tù đầy. Thí dụ, tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi cho bà con hiểu. Tức là có bốn người đi vào, có mặt ở trong cái sở thú, cái thảo cầm viên, thì cảm nhận khác nhau hết, cho cái trình độ. Ở đây cũng vậy. Cái sở giác chi chính là cái tâm trạng của một người hiểu chuyện, thế đời không có đắng, không có ngọt, không có sướng, không có khổ, cái gì cũng là mù sương, cái gì cũng là khói, khói mờ hết. Thì đây là trình độ cao nhất trong cuộc tu. Hình như tôi đã giảng đúng một tiếng rồi phải. Chúc vị một ngày vui. Dạ, chúng con chia sư. Wow, đúng một tiếng. Từ sao ạ?